Chào buổi sáng mọi người nha. Đây là nhà Huy về nhà mới rồi nè. Và ngày hôm nay sáng hôm nay Huy sẽ dắt các chú cún cưng để đi dạo, đi bộ cũng như là đi rưới nước tiểu đó mọi người. Đây là em Siêu quẩy bên dưới đó là chàng trai tên là Sushi, còn ẩm ở trên tay đó là Rosa, một con gái rất là đỏng đảnh nhưng mà sợ dơ quá cho nên không muốn cho em xuống dưới đất mới không phải tắm cực lắm. Còn em Sushi là siêu quậy rồi, tắm thoải mái, da rất là mượt cho nên rất là sướng. Và ngày hôm nay là dắt đi dạo, sau đó là Huy sẽ đưa các em đi tắm, sau đó rồi Huy sẽ đi cắt tóc luôn mọi Ok, người. Bây bây giờ giờ là Huy sẽ đi đi cắt cắt tóc tóc nè. nha mọi người, tóc dài quá rồi. Bây giờ phải đi cắt tóc thôi, tại tiệm cắt tóc của đứa em sẽ cắt cho mình cái đầu quá mới. Em tên là Thiện, qua Mỹ cũng 6-7 năm rồi đó mọi người. Và hôm nay thành công với cái tiệm barber, cho nên là mọi người có thể ghé ủng hộ em nha. Ở trên khu Thurston, Huy sẽ ghim cái địa chỉ bên dưới, mọi người chỉ cần đến nói tên Huy thì Thiện sẽ phục vụ cho mọi người rất là chu đáo và tận tình nữa. Sau khi mà cắt tóc xong thì Huy chạy về nhà. Thì đây là cũng là con đường về nhà nè, cái nhà cũ, cho nên là hôm nay Huy muốn dọn dẹp lại chút xíu ở khu vực hàng rào, chỗ cây ổi cũng như là cái cây hoa giấy để cho mọi thứ nó không có bị lăn qua bên nhà bên cạnh, cho nên là mọi người cùng theo dõi Huy nha. Và hôm nay cây ổi của Huy có trái đâu nè mọi người. Đây, giới thiệu cho mọi người trái ổi đầu tiên nè, mới hái được, nó chín rồi. Mà này đúng nhờ ổi xá lị gì đó mọi người. Thơm lắm, thơm quá trời thơm luôn. Chín nó mềm lắm, còn nhiều lắm mọi người thấy không, quá trời trái luôn đó. Qua bên nhà người ta luôn mọi người ơi, tại vì người ta có yêu cầu là mình phải chặt bỏ để không có đụng qua nhà người ta đó, nên là bữa nào tôi cũng sẽ chặt bớt cái nhánh. Hôm nay thì mình sẽ tỉa cái cây hoa giấy này cho nó gọn lại nha. Nó chín quá à. Chín nó mềm mà nó thơm. Giờ mời mọi người cùng đi tỉa cái cây hoa giấy với Huy nha. Còn cái cây ổi thì chắc để từ từ quá. Giấy này gai nhiều lắm mọi người ơi, tại phải địch cái quần cái lưng đang bị đau luôn. Về bên này á mọi người, thời tiết nó cũng lạnh á cho nên là Huy cũng dễ bị đau cái lưng lắm. Ở bên Việt Nam thì Huy cũng có chạy điện nè, châm cứu nè, cũng có đi bác sĩ nữa, nhưng mà cái lưng thoát vị đĩa đệm á thì nó cũng, mọi người cũng biết nè, nó cũng sẽ dai dẳng rất là nhiều, cho nên những cái hoạt động mà thể thao hay là mình cũng hạn chế, cho nên là bác sĩ cũng nói cho Huy phải đi bơi lội thôi. Bây giờ là nó mới hoàn thiện bản thân được, và nó muốn bớt cái đó thì phải đi bơi lội nhiều vào chút xíu. Thì Huy cũng đang sắp xếp thời gian. Trở lại với lại cái cây hoa giấy á, mọi người biết hoa giấy thì nó cũng mọc cũng cũng nhanh và nó ra hoa cũng nhanh. 3 4 tháng Huy đi là bắt đầu là ở cái dạng trên là nó đã mọc um sùm rồi, cho nên á Huy về Huy thấy là có hoa nè, có lá mà tươi, và mà cái chồi non nó mọc rất là lớn, cho nên bây giờ mình phải cắt chuỗi nó bớt đi để nó không có lây lan bên bên nhà hàng xóm, để người ta viết thư, người ta complain nữa, cho nên là cũng ngại lắm. Cho nên là bây giờ cái tường nhà Huy nó cũng đang dần dần nó bị ngã vào đó, cho nên là vài bữa nó Huy sẽ mua cây để Huy dặn lại cho nó đỡ cái hàng rào đó nó ngã. Sau đó thì Huy gom lại một chỗ, tại vì cái thùng rác nó cũng nhiều đó, cho nên là bây giờ là chỉ gom lại để thứ ba tuần sau thì qua nữa để mà dọn dẹp tiếp tục thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Còn bây giờ thì để lại cho nó heo heo một chút xíu, tại vì cái gai đó mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người cái video lần sau. Còn bây giờ thì Huy lên thắp hương một chút xíu, sau đó đóng cửa dọn dẹp quay trở lại về nhà mới của Huy và chăm sóc các em nhỏ. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye. I love you. Huy về Mỹ cũng gần 10 ngày rồi đó mọi người. Mọi người có nhớ phở Dã Lan không? Chứ Huy thì rất là nhớ rồi đó. Muốn ăn một tô phở ngay bây giờ, nóng, vừa có gầu, gân, tái, sách và trứng nữa. Mọi người hãy ghé ủng hộ Huy nha, ở địa chỉ 209 đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Bye bye mọi người.